Đây, màn hình khởi động chúng ta rất là quen thuộc khi mà chúng ta sử dụng máy ở trên này. Các bạn nhìn thấy là hình cô gái như thế này đang nhảy lên ở bãi biển, đúng không? Ảnh gốc của nó đây. Thế thì rõ ràng là về mặt màu sắc, về mặt bố cục, về mặt diện tích nó khác cực kỳ nhiều, đó. Và trong này thì chúng ta thấy là ảnh rộng hơn về chiều ngang, cao hơn về chiều cao. Dải lụa của cô này thì trong ảnh gốc so với lại cái bài này nó ngắn hơn, màu nó khác, đó. Và ngoài ra thì còn một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa, ví dụ như chữ nghĩa logo đưa vào rồi thì một số các cái đường mờ vào đây. Thế thì bây giờ trước hết là để đưa được chữ hay những cái này thì chúng ta cũng vẫn cần phải có một không gian cho nó đủ rộng, giống như là cái ảnh máu đã. Thế thì bây giờ chúng ta làm được những cái này thì chúng ta cũng sẽ phải là xử lý như thế nào từ cảnh này. Bây giờ chúng ta xem lại các cái kỹ thuật mà chúng ta xử lý sử dụng ở trong cái trường hợp chỉnh lý cảnh này. Thế trước tiên là như hôm trước là chúng ta sẽ làm cái thao tác là nhập đúp vào lớp background để chúng ta tách nó ra khỏi cái mặc định là background đã, chuyển cho nó thành layer không. Sau đó thì bây giờ chúng ta mới vào email, chúng ta vào canvas size để chúng ta tăng cái kích thước của cái thằng này lên. Hiện tại bây giờ đang là 1800 pixel và chiều cao là thằng này. Bây giờ muốn cao thêm bao nhiêu điền thêm vào đó, muốn rộng thêm bao nhiêu điền thêm vào. Ví dụ bây giờ tôi cho thằng này lên thêm 1800 nữa theo chiều rộng, chiều cao tôi cũng cho nó thêm gấp đôi nữa lên đi, 1199 đi. Ví dụ mở các chiều đều, mỗi chiều đều gấp đôi. Và bây giờ tôi có thể là cho nó mở theo góc như thế này, tức là tôi sẽ giữ cái khoảng này bình thường đấy và bắt đầu mở rộng ra về phía bên trái lên phía trên. Nhấp OK, đây là kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm. Trước hết là tôi sẽ mở rộng hết cái ảnh này ra đã. Đó. Thế để mở rộng ảnh này ra thì trước hết là mình cần phải bảo vệ được cái hình cô này đã. Nếu không khi mà chúng ta căng cái ảnh ra thì nó sẽ bị méo hình. Mặc dù là lệnh container weight scale thì nó cũng đã ngầm định nó nhận diện được hình ảnh con người và nó tự động bảo vệ. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào nó cũng hoàn hảo được. Do đó nếu tốt nhất là chúng ta sẽ vẽ một cái vùng chọn bao lấy cái hình cái cô này để chúng ta báo cho chương trình biết là cần phải bảo vệ cho tôi cái đối tượng này. Sau khi mà chúng ta tạo ra được vùng chọn, chúng ta sẽ lưu nó, save selection. Các bạn có thể không đặt tên hay có đặt tên, thôi đặt tên đi cho nó dễ nhận ra nhé, bảo vệ. OK, lưu lại. Sau đó hủy vùng chọn đi, công thuần D. Đến đây chúng ta sẽ vào menu edit, chúng ta sẽ chọn lệnh container weight scale. Khi mà các cái bounding box nó hiện ra thì bây giờ chúng ta sẽ kéo, nhưng mà trước khi kéo thì chúng ta bật cái chế độ protect lên cho cái vùng được xác định là được bảo vệ đã. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo nó ra. Đến đây thì chúng ta đã có được một cái không gian rộng hơn. Và các bạn thấy là cô gái thì vẫn được duy trì nguyên trạng, không bị béo thêm đó, trong khi là không gian mở rộng ra, dải lụa thì dài hơn. Đến đây thì chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác là chúng ta điều chỉnh cho cái cô này, cho cái khung cảnh này nó trở về được ngang. Tại vì thực ra đây là một cái sự sắp đặt tương đối cố ý làm cho cô này có cái dáng bay lên một chút. Do đó thì nếu mà chúng ta quan sát cái đường bờ biển này, cái đường chân trời này thì rõ ràng nó không nằm ngang. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ vào trong cái phần công cụ Ruler Tool. Tôi sẽ chọn cái thước này và tôi kéo một đường theo cái độ nghiêng của cái mặt biển này. Nó sẽ xác nhận cho tôi về cái góc nghiêng. Sau đó thì tôi chỉ việc là chọn Straighten Layer. Nó sẽ tính toán và nó kéo nghiêng cái hình lại cho tôi. Đến đây thì tôi sẽ làm thêm một vài cái thao tác, ví dụ như cái vùng nào mà nó bị trống, sau khi xoay nghiêng đi mà nó bị trống, nó bị mất thì chúng ta sẽ xử lý lại bằng
cái thao tác là chúng ta vẽ cái vùng chọn bao quanh nó, bao quanh cái vùng đó. Sau đó thì chúng ta vào Edit, vào Fill, chọn lệnh tô, đó là lệnh tô Container Weight, nhấp OK để nó sẽ bù điểm cho cái khu vực đó. Lặp lại thao tác đó với những cái khu vực còn lại này. Edit, Fill, Container Weight. Phía trên này không cần bàn, tại vì hiện tại nó đang trống, cho nên là chúng ta sẽ không cần phải lăn tăn được chuyện này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tính nối cái chuyện nối trời ra để cho nó rộng. Nếu mà kéo lên nữa thì người trông nó sẽ rất là to, hoặc là trong khung cảnh này nó không ổn lắm. Chúng ta sẽ bổ sung thêm một layer khác. Trong layer này thì tôi sẽ tính toán là nối trời vào đến đâu. Đó, tôi sẽ đo mép ở đây này để tôi tính là cái chuyện tiếp giáp giữa cái layer trước và layer sau cái màu nó khoảng như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ tô bằng cách là tô cho cái layer này và đưa cái layer ra phía sau. Đến đây thì chúng ta thấy là cái đoạn này đã có một cái phần nào đó nó liên quan rồi, đúng không? Nếu cần kiểm tra, cần kiểm chứng thì chúng ta sẽ kiểm tra lại, tô lại, cố gắng làm sao cho lấy màu layer sau và layer trước cho nó giống nhau. Đến đây thì chúng ta bắt đầu kêu gọi tới cái mặt nạ này. Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ mặt nạ tô màu đen trắng, tô vào cái mặt nạ này để chúng ta sẽ giấu mờ biên một phần cái phần mép trên của cái layer mà chứa cô gái này. Ra đây. Đây, tôi chọn reverse đi. Bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra một cái sự làm mờ biên để cho cái phần trời ghép đằng sau với lại cái phần này nó sẽ ăn vào với nhau. Sau khi mà chúng ta làm đến đây thì chúng ta giải quyết thêm một chút về cái phần hình ảnh. Thì các bạn có thể là đo lấy cái phần hình ảnh như thế này. Sử dụng công cụ Quick Selection. Các bạn chọn hết cái phần cái dải màu này cho tôi. Cái phần màu xanh này ở giữa thì các bạn có thể sử dụng Measure One này. Các bạn nhấn Alt, các bạn trừ bớt cho tôi. Thì nó sẽ có được cái phần vùng chọn đó. Đến đây tôi sẽ lưu cái phần vùng chọn này lại. Hủy bỏ đi. Và chúng ta lại tạo tiếp một layer nữa. Layer nữa ở trên này thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục cái kiểu tô này. Các bạn có thể tô màu tùy ý, làm sao nó tạo ra được một cái chuỗi màu tô chuyển thế này. Đến đây thì chúng ta sẽ tải cái vùng chọn lên, select, load selection, come. Vùng chọn có rồi, việc của chúng ta bây giờ là tạo ra thì lệ mặt nạ, che giấu nó đi, chuyển cái chế độ này sang một cái chế độ nào đó để cho nó có thể là làm sao đây ạ, ăn vào đây được. Các bạn có thể thử các cái chế độ khác nhau cho tới khi nào mà các bạn tìm được một cái chế độ màu mà hợp lý. Ví dụ hue hoặc là color. Đó. Đến đây thì chúng ta có thể là đưa thêm một số các cái thành phần chữ nghĩa hoặc là các cái hoa văn blending. Tất nhiên cái đó thì tôi nhập từ một cái chương trình khác, từ Illustrator vào. Hiện tại chúng ta đang chưa nói đến cái chương trình đó cho nên là tạm thời chúng ta chưa đề cập tới. Nhưng ví dụ các bạn muốn đưa chữ nghĩa thì vào thì tùy ý, đúng không? Đây là cái phần chữ cũng thêm vào chứ hoàn toàn không có trong ảnh, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn muốn thêm chữ gì vào thì các bạn gõ thêm vào theo ý của mình. Nhưng về mặt cơ bản thì đấy, chúng ta
có trong này mấy cái kiến thức, mấy cái công cụ để chúng ta làm nhỉ? Một là các kiến thức về layer này, chuyển đổi layer từ background sang thành layer không để có thể là dễ dàng xử lý này. Hai là canvas size này, cái lệnh trong email canvas size để mở rộng cái diện tích của cái khung chứa ra. Sau đó thì là chúng ta làm thêm với một cái thao tác là sử dụng lệnh container way scale để chúng ta kéo, chúng ta tăng cái kích thước của cái layer lên, nhưng đồng thời là vẫn bảo vệ được cái diện tích, cái hình hài của cái cô gái ở trong hình đó. Sau nữa là chúng ta sử dụng kỹ thuật Lightmask để chúng ta trộn cái phần nền trời ghép về phía sau với lại cái nền đang có. Chúng ta sử dụng công cụ Quick Selection để chúng ta tạo vùng chọn cho cái khăn. Chúng ta lại sử dụng cái lệnh Max để chúng ta tô màu đó, chúng ta ép thêm màu mới vào cho cái khăn bằng cái giải màu của vòng, ví dụ như thế. Nhiều thì cũng không nhiều, ít cũng không ít, nhưng mà đây là một cái thao tác mà chúng ta làm tương đối là tổng hợp những cái gì mà chúng ta đã làm từ trước đến giờ đó. Và qua đó thì chúng ta cũng đã có được một cái bức ảnh rộng hơn, cũng có cái sự khác biệt và có cái đất để mà chúng ta trang trí, đất để chúng ta đưa thêm các thông điệp bằng bằng text vào đấy. Và cái bài này thì rõ ràng các bạn cũng thấy vai trò của cái chế độ là gì đấy ạ, mặt nạ rồi đúng không ạ? Mặt nạ ở đây thì chúng ta có hai cái, một mặt nạ để ghép cái phần trời phía sau và một mặt nạ để xử lý cái màu cho cái khăn. Ok, có cần lấy thử cái ảnh này không hay